Joshua tiết lộ sẽ mang tới khác biệt về chiến thuật ở trận tài đấu Andy Ruiz. Anthony Joshua đang nóng lòng muốn đánh bại Andy Ruiz trong trận tài đấu ở Diriya diễn ra vào tháng 12 tới đây và chắc chắn Anthony Joshua sẽ không để một thất bại nữa ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Tháng 6 vừa rồi, cả làm sinh sửng sốt khi quyền vương bất ngờ bị Andy Ruiz đánh úp, lật đổ vương triều, cướp đi 4 chiếc đai vô địch hạng nặng. Sau ngày Anthony Joshua mang 4 chiếc đai WBA, IBF, WBO và IBO dâng cho Andy Ruiz, nhiều người đã nhìn thấy một sự nghiệp với những định hướng không rõ ràng, kéo theo một tương lai mịt mờ. Tháng 12 tới đây, Anthony Joshua sẽ có cơ hội lại làm lại một lần nữa khi tái đấu với Andy Ruiz tại Ả Rập Xê Út. Nhưng nếu lỡ xa cơ lỡ vận một lần nữa, tương lai Anthony Joshua sẽ đi về đâu? Khi được hỏi về việc anh có suy nghĩ đến những tình huống như thế không, Cựu vô địch thế giới khẳng định rằng dù bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo, anh vẫn sẽ chiến đấu và cố gắng tiếp tục vươn đến đỉnh cao. Nếu bạn theo dõi tôi từ những ngày đầu khi còn thi đấu nghiệp dư, khi tôi còn để thua trong một vài trận đấu, bạn biết rằng tôi sẽ vẫn đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Anh cho biết, nếu như trận đấu tôi để thua Andy Ruiz hoặc tôi có thua trong 10 trận đấu kế tiếp, rất có thể là 10 trận ấy sẽ không dành cho tôi, nhưng trận thứ 11 sẽ khác. Đó là tất cả những gì chúng tôi thường nói. Đối với một số người thì cần nhiều hơn thế. Nhưng đối với tôi, miễn là bản thân kiên định, tôi sẽ chiến thắng và có thể đi đến bất cứ đích nào tôi muốn. Với tôi, tính kiên định rất quan trọng. Trong suốt 6 năm thi đấu nghiệp dư, Joshua chỉ chịu 3 trận thua duy nhất trước các đối thủ Dylan White, Miyashito, Mogomedasun Medjidovs, Kinh nghiệm từ những trận thua ấy đã giúp anh đứng lên sau trận thua ở giải đấu chuyên nghiệp. Ngôi sao 29 tuổi dự định sẽ giảm đi một lượng cơ bắp cùng với một vài cân để chuẩn bị cho trận Clash on Jordan. Anh còn khẳng định rằng sẽ không thay đổi cách tiếp cận trận đấu của mình khi phải đối đầu với Ruiz một lần nữa. Tôi sẽ bước vào trận đấu ấy như cái cách mà tôi đã làm trước đây. Một Joshua đầy tự tin cho biết thêm, tôi đã có trong mình 50% chiến thắng khi tôi bảo đó là một cú đấm trời giáng của Chúa. Ý tôi chẳng phải đó là một cú đấm may mắn, bởi vì anh ấy đã tập luyện rất nhiều cho những tình huống như thế, còn tôi cũng đã tập luyện để phòng thủ trước những cú đấm móc. Nhưng đó là một cú đấm thẳng vào đầu khiến tôi không thể đứng dậy được nữa. Đó là một cú đấm hoàn hảo. Với tôi, tôi có thể bước vào trận đấu và sẽ làm điều tương tự dù có thể mất thêm một chút thời gian. Về việc bị đánh gục hoàn toàn, tôi không nghĩ tôi có thể thất thế đến nỗi mà phải đợi 2 năm để có thể có trận tái đấu. Điều đó sẽ xảy ra sau 3 tháng. Tôi biết cách để chiến đấu. Vì thế nếu tôi thay đổi cách tiếp cận trận đấu ngay lúc này sẽ rất mạo hiểm. Chúng tôi đã không còn đủ thời gian để thay đổi về điều chỉnh. Lần này chúng tôi sẽ chỉ thêm những điều nhỏ nhặt và một vài sự khác biệt. Trận tài đấu sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 12 tại một sàn đấu ngoài trời vừa được xây xong với 16.000 chỗ ngồi. Trận tranh tài sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Skypost Box Office. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua thay đổi thần kỳ trước trận tài đấu Andy Ruiz để giành lại đai quyền anh hạng nặng. Sau hàng loạt nhận xét của võ sĩ và huấn luyện viên cho rằng Anthony Joshua đã quá cơ bắp mà không chú trọng đến các mảng khác. Có lẽ cựu vô địch cũng đồng ý với điều này và đã giảm lượng cơ bắp thấy rõ. Vừa qua tay đấm người Anh đã chia sẻ hình ảnh mới nhất trong quá trình tập luyện lên Snapchat. Có thể thấy rõ cơ bắp của Joshua đã giảm hẳn kích cỡ so với 2 tháng trước khi anh thất bại dưới tay Andy Ruiz. Fan của Anthony Joshua sau đó đã phát hiện ra sự thay đổi lớn của anh. Đã có nhiều bình luận cho rằng giờ đây Joshua giống một võ sĩ hơn là người mẫu thể hình trên Instagram. Một bình luận khác cũng đã chia sẻ, anh ấy mất ít nhất cũng 15kg cơ bắp sau thất bại trước Andy Ruiz. Giờ đây anh ấy giống tay đấm quyền anh hơn là nhà vô địch cử tạ. Theo thông tin mới nhất cho biết, Anthony Joshua và Andy Ruiz sẽ tái đấu tại Ả Rập Xê Út vào ngày 7 tháng 12. Sau thất bại lần đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp, Joshua đang rất quyết tâm giành lại những chiếc đai vô địch từng là của anh. Anh khẳng định, nếu để tôi đối đầu với Ruiz 10 lần thì tổng tôi sẽ có 9 lần giành chiến thắng. Đêm đó Ruiz rất may mắn, anh ta đã chiến thắng nhưng cuối năm nay sẽ khác. Tôi đã chấp nhận thua cuộc, Tôi có kinh nghiệm thi đấu và đã đối đầu với hầu hết các tay đấm hạng nặng đứng đầu thế giới. Ngày tôi ngừng cố gắng thì họ không cần phải sợ tôi nữa. Nhưng cho tới ngày đó, tôi sẽ cố gắng không ngừng và sẽ trở lại một lần nữa để trở thành nhà vô địch. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua lần đầu tiên tự mổ xẻ thất bại trước Andy Ruiz của bản thân mình. Trong một cuộc phỏng vấn với Max Boxing vào cuối tuần qua, cựu vương hạng nặng Anthony Joshua đã lần đầu tiên phân tích vì sao anh thất bại trước Andy Ruiz. Trước khi trận đấu xảy ra, Joshua là nhà đương kim vô địch hạng nặng WBA, WBO và IBF với bảng thành tích bất bại. Vào thời điểm đó, Joshua như một tượng đài không thể bị đánh bại. Và nếu như phải chọn một tay đấm có thể hạ gục Joshua, không ai có thể nghĩ đến Andy Ruiz Andy Ruiz là võ sĩ thay thế Jaren Miller sau khi tay đấm này dương tính với chất cấm với việc sở hữu ngoại hình mập mạp và chiều cao khiêm tốn không ai tin rằng Andy Ruiz sẽ chiến thắng trong buổi phỏng vấn với Mark Boxing Joshua đã chia sẻ cảm xúc của anh trước khi trận đấu bắt đầu trong đầu tôi lúc đó chỉ là làm cách nào để có thể thách đấu với Dante Wilder tôi không hề nghĩ tới việc sẽ chiến thắng trận đấu trước mắt như thế nào có thể nói việc Joshua tạm thời bỏ quên sự tồn tại của tay đấm người Mexico chính là lý do lớn nhất khiến anh thất bại. Khi trận đấu xảy ra, hiệp 1 đã diễn ra như dự tính. Joshua cho biết trong 30 giây đầu, anh đã nghĩ Ruiz không thể theo kịp tốc độ của tôi. Anthony Joshua khẳng định rằng hiệp 1 cả hai tay đấm chỉ thăm dò lẫn nhau. Khi hiệp 2 bắt đầu, Joshua nhớ rằng anh đã nghe thấy tiếng khán giả lo Theo nhiều nguồn tin cho biết, tiếng lo bắt đầu có vì xung đột trên khán đài. Tuy nhiên theo lời của Anthony Joshua, anh tưởng rằng khán giả chê cách anh thi đấu và điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý của anh. Vào hiệp 3, Joshua đã khiến cho Ruiz đo ván lần đầu tiên trong trận. Nhưng sau đó Ruiz đã trả đòn ngay lập tức và cho Joshua gục xuống trước khi hiệp 3 kết thúc. Tiếp theo Andy Ruiz đã cho Joshua đo sàn thêm 3 lần nữa, kết thúc trận đấu một cách đẹp mắt. Tại buổi họp báo sau trận đấu, Joshua đã được hỏi về việc liệu anh còn có khả năng nào thách đấu với nhà vô địch WBC Heavyweight Dan Welder và Tyson Fury. Joshua đã trả lời, tôi vẫn còn muốn đối đầu với họ, nhưng tôi phải lấy lại đai từ Ruiz trước. Tiếp tục trả lời phỏng vấn với Mark Boxing, Joshua cho biết, tôi thà tiếp tục thi đấu và nằm trên sàn, còn hơn là để trọng tài kết thúc. Tuy nhiên ông ta chỉ làm đúng nghĩa vụ mà thôi. Hiện tại Joshua đã xác nhận sẽ so tài lần thứ hai với Ruiz tại Ả Rập Xê Út vào ngày 7 tháng 12. Tuy nhiên với việc Andy Ruiz không vừa lòng với khoản thù lao, diễn biến trong quá trình đàm phán sẽ còn tiếp tục. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Chi Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua nhận khoản thưởng điên rồ cho trận tài đấu Andy Ruiz giành đai quyền hạng nặng. Ông bầu Eddie Hearn đã hé lộ rằng ông đã nhận được một khoản tiền lớn sau khi đem trận tài đấu được mong chờ nhất đến Ả Rập Xê Út. Vào ngày 7 tháng 12 năm nay, Anthony Joshua sẽ có cơ hội giành lại đai vô địch WBA Super, WBO và IBF hạng nặng từ tay Andy Ruiz ở Ả Rập Xê Út. Theo quá trình chọn địa điểm thi đấu ban đầu, cuộc đối đầu giữa Ruiz và Joshua 2 dự kiến sẽ diễn ra ở Anh hoặc Mỹ. Tuy nhiên với việc vùng đất Trung Đông Ả Rập Xê Út sẵn sàng chi 100 triệu đô để trận tài đấu có thể diễn ra tại thủ đô Diriyas, ông bầu Hearn đã đồng ý chọn địa điểm này. Quyết định tổ chức trận đọ găng lớn nhất lịch sử 10 năm qua tại vùng Trung Đông đã khiến cho nhiều fan boxing cảm thấy khó hiểu. Đã có nhiều bình luận trên các mạng xã hội cho rằng khoản thù lao khổng lồ chính là lý do trận đấu được diễn ra ở đất nước của những mỏ dầu. Hơn nữa đã có nhiều thông tin cho biết Hia và Joshua sẽ nhận được khoản lợi khổng lồ nếu đem cuộc đấy đầu tới Ả Rập Xê Út. Vừa qua, tờ báo The Athletic đã chia sẻ rằng ông bầu Hia đã nhận được thêm 40 triệu đô, khoảng 922 tỷ Việt Nam đồng nếu Joshua chịu đấu ở Ả Rập Xê Út. Cũng theo tờ báo này, Ruiz sẽ không nhận được một xu nào trong khoản 922 tỷ đồng mà Eddie Hia đã nhận do khoản tiền hợp đồng tái đấu của Ruiz đã cố định trong hợp đồng trước đó. Nhận xét về thất bại ngày 1 tháng 6, Joshua đã không đổ lỗi cho bất cứ lý do gì. Thay vào đó anh quyết tâm giành chiến thắng và khẳng định bản thân. Tôi biết tôi sẽ thắng vào ngày tái đấu, đó là điều quan trọng nhất, tay đấm 29 tuổi cho biết. Điều quan trọng hơn nữa là tôi đã chuẩn bị cho cuộc đối đầu này như thế nào. Tôi cảm thấy hiện tại đang có 3 sự lựa chọn. Một là giữ mọi chuyện như cũ, hai là thêm vào những yếu tố mới, hoặc là ba thay đổi hoàn toàn. Lựa chọn thứ hai là tốt nhất vì tôi chính là sản phẩm của phòng tập. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức Vô tận để đón xem các clip tiếp theo.